thủy nó mới chạy trên đường này được không? Dạ không. Ở cái tàu thủy chạy ở đâu? Dạ chạy ở nước. À chạy ở dưới nước phải không? Con Năm biết bây giờ mình đi đâu không? Dạ con đi con mua điện. Và chúng ta sẽ cùng nhau chơi xe nha. À, chúng ta đi phòng cô Jin thôi nha. Phòng tâm, bà bác hỏi con nè. Bây giờ con có thích chơi trò chơi giao không? Dạ không. Ủa? Con đang được mà. Thôi vậy hả? Vậy bây giờ chúng ta chơi trong nhà, trên đường giao thông ok không? Ủa, nếu như mà làm gì thì không có được ra. Ờ, đâu mà được không? Nhưng mà bây giờ mình lỡ khi bà bác với bà má biến thành cái chỗ này ở đường là thành đường xá, con có thích không? Dạ. Vậy bây giờ bà má mà má thành tâm với là thì biết sẽ biến căn phòng của cô Diễm thành đường giao thông ok không? Dạ. Xuống xuống. Rồi bây giờ nếu như hùng tâm ok thì chúng ta hãy thể hiện sự mạnh mẽ lên. Trước khi mà dọn dẹp thì Nghiệp sẽ có tuyết chiêu cho hai đứa nhỏ mới được. Và việc đầu tiên muốn làm gì làm phải an toàn trước đã. Kéo cái lưới trời này lại, không cho một chú bé nào đi hết. Ok. Mua từ ở bên Đức. Nghiệp đã canh sẵn cái phòng này của cô Diễm là phải 20m². Lúc mà Nghiệp mua thì Ngọc Mai nói Nghiệp là: hả trời ơi, anh mua gì mà nặng như vậy, sao mình đem về rồi tốn cái tiền vận chuyển nữa. Nghiệp nói là anh thích thì anh nhích thôi. Đó, mọi người thấy không, màu sắc rất là sặc sỡ, kích thích trí não cho bé. Đây là một cái thành phố thu nhỏ trong cái tấm thảm này. Và Hùng Tâm tha hồ chơi ô tô ở trên đây. Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị của Hùng Tâm. Trời, bây giờ mình đã chạy xong thảm, Hùng Tâm có thích không? Dạ thích. Quá trời, mình đều hơi cực đó nha. Chạy thảm hơi cực, mình phải chỉnh chu lại xong. Tạm thời Hùng Tâm chơi vậy đã nha. Nè, bà má sẽ chỉ cho Hùng Tâm đó, hả, luật giao thông ở trên cái thảm này luôn á nha. Cái vạch này là vạch gì ta? Dạ, vạch để cho người đi bộ. Dạ. Khi nào mà Hùng Tâm đang qua đường á thì Hùng Tâm đi qua cái vạch này nha. Đây, bây giờ trời ơi quá sướng luôn ha Hùng Tâm ha. Có bệnh viện nè Hùng Tâm. Bệnh viện nè. Đi chích người cho mình Mỹ ở đây luôn á hả? Trời, có công viên nè Hùng Tâm. Thấy công viên ở bên đó không? Công viên đen luôn á. Đúng rồi, công viên màu xanh đó. Quá đẹp luôn đúng không Hùng Tâm ơi? Dạ. Hùng Tâm nhớ nha, mai mốt là Hùng Tâm phải đi đúng đường quy định nghe không? À, mình phải đi bên phía tây nào Hùng Tâm? Dạ, đây phải. Đúng rồi, mình phải đi bên phía phải nè. Đúng không? Bây giờ mình đang đi mua sắm ở cái tòa nhà này nè. Nếu mình băng qua đường thì mình vạch này là dành cho ai nhỉ? Dành cho người đi bộ. Vậy hả? Vậy Hùng Tâm mua sắm ở bên đường này, xong Hùng Tâm đi bộ là phải qua cái vạch này nha. Dạ. Xong Hùng Tâm đi qua công viên chơi này, con thấy chưa? Dạ. Wow, công viên có nhiều cây xanh nè, có hồ luôn, có ghế ngồi luôn, đúng không? Dạ. Wow, xong là nếu như mà Hùng Tâm mà đi chiếc xe quá xế đúng không? Hùng Tâm có xe hả? Xe đạp phải không? Dạ. Nếu mà Hùng Tâm chạy xe thì Hùng Tâm chạy xe phía bên tay. Tay phải. Đúng rồi, tay phải nha, bên làn đường phía tay phải nha. Dạ. Xong mà Hùng Tâm chỗ này là chỗ đậu xe nè nha, đúng không? Dạ. Chiu, bật đậu xe ở đây nha. Dạ. Mama, Hùng Tâm lấy chiếc xe hơi nhiều chạy nhiều mà má. Ờ, con ra lấy xe hơi hả? Dạ. À, lấy đi ra đi. Cho má mượn xe của con với nha. Dạ. Cho mì mí mượn nữa nha. Dạ. Wow. Mì mí ơi, mì mí. Wow. Mì mí, cho mì mí chiếc xe màu vàng nè. Mà đâu, anh Tâm chạy xe đâu. Wow, nhiều xe quá. Đậu xe ở đâu? Đậu xe ở đây. À, đậu xe chỗ parking nè phải không? Dạ. Đậu xe, rồi đậu xe tiếp. À, Hùng Tâm, đường này thì chỉ dành cho xe gì nhỉ? Dạ xe hơi, xe máy. Rồi, Hùng Tâm tàu lửa đi ở đâu? Đi ở
đường ray. À, đường ray xe lửa hả Hồng Tâm? Dạ. Con là dành cái xe hơi phải không? Dạ. Cái ray đậu xe. À, đậu xe. Nè, con phải đi vậy nè, ví dụ như nó ở đây nè, con phải đi từ từ thôi, quẹo vô đây. Thấy chưa? Xong rồi mới lên đây, mình mới đậu xe được chứ. Cái đường này đường lên nè con, ok không? Hồng Tâm, Hồng Tâm nếu như mà mình đi qua ngã tư mà thấy đèn đỏ thì phải. Đèn xanh thì phải được đi. À, đèn xanh thì được đi, mà còn đèn vàng thì đi chậm chậm đi. À, đèn vàng đi chậm chậm hả con? Nè, má hỏi nè, nếu như mà tàu tàu thủy thì có cái này thì chạy ngược đường rồi, phải chạy vậy nè. Hồng Tâm, nếu như mà tàu thủy thì có đi được cái đường này không? Dạ không. À, tàu thủy đi ở đâu? Dạ, đi ở nước. À, ở dưới nước. Còn ví dụ như má có chiếc máy bay thì đi ở đâu? Thì dạ. Bay ở đâu? Dạ, bay ở trên bầu trời. À, bay ở trên bầu trời ha. Rồi á, ví dụ như mà tàu lửa thì mình phải đi ở đâu? Đi ở đâu? Đi ở đường ra xe lửa. À, đường ra xe lửa phải không? Đường Hồng Tâm, đây là đường gì này nè? Đây là cái vạch này là sao nè? Dành cho người đi bộ. À, vậy Hồng Tâm đi bộ là nhớ phải đi trên cái vạch này nha con. Dạ. Là con qua đây con mua sắm nha. Dạ. Rồi, ok. Vui không con? Công nhận á nha, chạy cái tấm thảm này rất là cực luôn mọi người. Há mồm, hốc mỏ luôn á. Mà hả, chỉ mồ hôi hột thôi là có máy lạnh ở đây á. Chứ không thôi là chắc xỉu luôn rồi đó. Nhưng mà bù lại là mấy đứa nhỏ nó thích thì quá vui đi. Và đây là một cái gợi ý nhỏ cho những ông bố bà mẹ trong cái mùa dịch này ở nhà trông con. Thì cho con vừa chơi vừa học và mình cũng vận động chút xíu đi cho nó có cái gì đó gọi là thôi vận động ha. Cả nhà cũng được vận động chân cực lắm á. Và không biết thì Hùng Tâm là có Mai dạy như vậy thì không biết có nhớ tiếp thu được gì không, nhưng mà kệ, Mai sẽ cứ mỗi lần dẫn Hùng Tâm với Mì Mí lên đây chơi thì mình cứ nhắc lại như vậy cho Hùng Tâm nhớ. Và mọi người cũng thấy là cái sự hào hứng của mấy đứa nhỏ rất là vui, đúng không Hùng Tâm? Dạ. Nó có thích không? Quốc Nghiệp Đồng Mai xin chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều niềm vui trong chính căn nhà của mình nha. Bye bye. Bye. Hồng Tâm đâu, bye bye. Bye bye. Hồng Tâm. Bye bye. Hai ba. Quá, Hồng Tâm nói chiếc xe này bị cháy nè. Quá, chiếc xe này bị cháy. Phải chữa cháy thôi. Quá. Wow. Chữa cháy đi. Ô, có xe không gác nữa kìa. Rồi xe không gác luôn đó mọi người. Xe đổ gác tới rồi. Chiếc xe bị cháy ở dưới đường làm cho ách tắc giao thông đúng không? Hồng Tâm, xe đổ gác tới rồi. Xe đổ gác tới rồi. Hãy đổ gác thôi.